Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Ngày hôm nay, Hưng xin giới thiệu tới các bạn là chi tiết cách sử dụng cao khô thiều canh đối với người mắc bệnh tiểu đường. Để sử dụng cao khô thiều canh một cách là đúng và hiệu quả thì điều đầu tiên là chúng ta phải biết được chỉ số đường huyết của chúng ta đang nằm ở mức nào để chúng ta có thể là điều chỉnh chế độ ăn cũng như là điều chỉnh liều lượng là cao khô thiều canh làm sao cho phù hợp. Ở người bình thường thì chỉ số đường huyết lúc đói là dưới 5,6 mmol trên lít, và người tiền tiểu đường thì chỉ số đường huyết từ 5,6 đến 6,9 mmol trên lít, và người được coi là mắc bệnh tiểu đường khi chỉ số đường huyết lúc đói là từ 7 mmol trên lít trở lên. Thì ngày hôm nay Hưng sẽ hướng dẫn các bạn là chi tiết cách sử dụng là cao khô thìa canh làm sao cho đúng nhất và hiệu quả nhất. Đây chính là gói cao khô thìa canh mà Hưng đã giới thiệu tới các bạn trong các video gần đây. Đối tượng mà chúng ta nhắc đến ở đây chính là người bệnh tiểu đường. Thì ngày hôm nay Hưng sẽ giới thiệu tới các bạn là cách dùng và liều dùng như thế nào. Liều dùng ở đây thì là đối với các trường hợp là người tiểu đường có chỉ số đường huyết cao, tức là từ 7 mmol trên lít trở lên, có thể là 9, 10 hoặc hơn 10, thì liều dùng ở đây là 3 đến 4 gram một ngày chia làm 2 lần. Khi dùng khoảng 2 đến 3 ngày chỉ số đường huyết bắt đầu giảm rồi thì chúng ta lúc đấy cũng điều chỉnh liều làm sao cho phù hợp. Còn đâu đối với những người mà chỉ số đường huyết đã ở mức ổn định rồi thì chúng ta nên uống liều duy trì từ 1,5 đến 2 gram một ngày để có được kết quả là tốt nhất. Cách dùng cao khô là thìa canh này đối với người bệnh tiểu đường như sau. Đây chính là gói là cao khô thìa canh đây. Chúng ta là dùng kéo cắt đi phần đường hàn. Cắt bỏ đi phần đường hàn. Sau đó là mở khóa miết ra. Trong gói cao sẽ có một cái thìa định lượng này các bạn. Thìa định lượng để dùng là để định lượng liều cao khô làm sao cho là phù hợp. Chính là cái thìa nhựa này. Mình đã chuẩn bị là 2 cốc nước ở đây. Để hòa cho các bạn thử xem. Xúc khoảng một thìa nhựa, một thìa là hơi có ngọn đây các bạn, hơi có ngọn thôi. Chính là khoảng là 1,5 gram. Chúng ta vào đây hòa trong 200ml nước ấm. Đây chính là cốc nước ấm đây. Thì cao được xúc vào một cốc là chúng ta chỉ cho khoảng 20ml nước thôi. Chúng ta dùng thìa chúng ta quấy lên cho nó tan hết. Đấy, dùng thìa khuấy nhẹ, cao sẽ tan hết. Gặp nước ấm hoặc là nước nóng mà cao tan rất nhanh. 1,5ml thì nào hòa với là 200ml. Như mình nói ở trên rồi, đối với những người là mắc bệnh là tiểu đường mà chỉ số đường huyết đang cao ấy, thì là ngày dùng là 4g chia làm 2 lần. 4g thì tương đương là khoảng là 4 thìa vừa rồi. Thìa vừa rồi là một thìa, như vừa rồi là khoảng là 1g. Đây. Các bạn thấy không? Đây chính là một cốc thìa canh dùng để uống này. Sau khi là đã hòa tan hết rồi thì chúng ta uống, và chúng ta nên lưu ý rằng là uống ở đây chúng ta uống vào buổi sáng và buổi chiều, uống sau khi ăn. Đấy, nên uống vào giờ cố định để tăng tác dụng là của thuốc. Cao đây cũng rất là dễ uống các bạn ạ. Đấy nha các bạn nha. 1g cao pha cho 200ml thì nó sẽ có màu như này. Màu ở đây gọi là màu lâu vàng. Ngày chúng ta uống 2 lần đối với người bệnh tiểu đường. Ngoài ra thì để phát huy tác dụng thì người bệnh tiểu đường là nên kết hợp với chế độ ăn hạn chế các đồ ăn có chứa nhiều tinh bột, nên ăn nhiều rau xanh, nhiều loại trái cây có nhiều vitamin.
kết hợp luyện tập thể dục thể thao. Gói cao này sau khi chúng ta lấy xong thì ở đây có một cái đường khóa đây, chúng ta sẽ miết lại. Tại vì cao này khi để ra môi trường hút ẩm rất nhanh, nhưng dùng xong là các bạn phải miết lại và lên bảo quản ở trong ngăn mát của tủ lạnh. Hưng vừa giới thiệu tới các bạn là chi tiết về cách sử dụng cao khô thìa canh đối với người mắc bệnh tiểu đường. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp tích cực của các bạn để Hưng có động lực sản xuất các video tiếp theo. Các bạn nhớ ấn like, share, subscribe, ấn chuông để không bỏ lỡ các video của Hưng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.